Các bạn ở đây đang là một con đeo Inspiron 15 với mã là 3515 các bạn Đây là một con đeo mới và thì ra cũng chả mới nữa các bạn Mẫu này đã ra mắt lâu lắm rồi và cấu hình nó sử dụng là Ryzen 3 Ê, tại sao tôi lại chém gió thế nhỉ? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao con đeo này nó rất là đeo Và các bạn là sinh viên, là học sinh hoặc đơn giản mà là một nhân viên văn phòng Thì bạn rất nên mua con này Bây giờ thì xin mời Rồi đầu tiên nói về mức giá của con này đi Tại sao mình lại pick nó lên để làm review cho các bạn à, Thì ra đây là một trong những cái laptop đeo rẻ nhất ở GVN đang có bán Và mình thấy là mức giá này nó cũng khá là phù hợp với các bạn nào mà đã quay trở lại trường học Và bạn đang có cái nhu cầu là mua laptop Đặc biệt là laptop đeo nha Và phụ huynh của các bạn cần một con laptop đeo để mua cho các bạn đúng không à, Giá của con này thời điểm hiện tại đang niêm yết là 14 triệu 190 ngàn tại GVN Và đường link cũng đang có để phía dưới luôn à, Nếu thích thì các bạn có thể ghé qua bên đó các bạn xem À, tùy vào cái thời điểm mà giá của nó sẽ lên xuống nha nhưng mà mình nghĩ là giá của này sẽ phích đi xuống thôi chứ nó không không tăng đâu cái điểm nhấn đầu tiên mà khi mà mình cầm cái con Inspiron này lên đó chính là mình thấy đúng thiệt cái chất bill nó rất là đeo các bạn chất bill nó đeo là như thế nào gọi là chất bill đeo đây à, cũng vẫn là cái legacy của họ thôi full nhựa ấy rất là tối giản bạn thấy đó rất là văn phòng tất cả mọi mặt đều được làm bằng nhựa hết và nhựa này được xử lý nhâm nhám nè các bạn tuy nhiên nó có một cái khuyết điểm đó chính là dễ bám với mồ hôi vân tay đây đây là mặt A của nó này Thiệt ra là có lẽ là trên camera thì các bạn không có thấy được cái phần bám dấu mồ hôi vân tay này đâu Nhưng mà nếu như các bạn cầm lên các bạn chắc chắn sẽ thấy Rồi, cái thứ hai là flex <laughs> Flex ở mọi mặt luôn Nè, 1, 2, và cả mặt B nữa khi mà các bạn ấn vô trong cái màn phím, bạn cũng sẽ thấy flex. tuy nhiên vẫn phải khen cái con này đó chính là nó có một cái thiết kế kiểu ego lip. là khi các bạn nhấc cái màn hình này lên á, thì nó sẽ cho các bạn một cái khoảng hở phía bên dưới để giúp cho máy tản nhiệt tốt hơn. và nó có thêm một cái điểm nhấn nữa, đó chính là nó có một cái màn phím gõ khá tốt. mặc dù là phím của nó khá flex nha. thì đó là những cái điểm rất là đeo các bạn, họ quan tâm những cái thứ khiến cho người dùng chúng ta khi mà các bạn trải nghiệm cho những cái tác vụ hàng ngày, các bạn sẽ cảm thấy rất là ok. và bên cạnh đó nó một thời lượng pin tốt cộng hưởng với việc là nó sử dụng một cấu hình khá cũ là Ryzen 3 3450U thì ra là con chip này cũng không quá cũ đến mức là các bạn không thể sử dụng được khi mà mình sử dụng nó cho những tác vụ bình thường á văn phòng và thậm chí mình có xem phim 4K trên YouTube nữa các bạn thậm chí là đối với lại một cái con uh, cao cấp hơn nha là cái con sử dụng coi i5 1135g7 và khi mà các bạn xem YouTube 4k 60 fps thì nó sẽ khá là nhiều à, nó phải loát chút xíu rồi xong nó mới chạy loát chút xíu rồi nó mới chạy đôi khi nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó nhưng mà đứa con này thì không các bạn mình coi tất cả những số 4k nó đều rất là mượt đó. đó. là một trong những điều rất là bất ngờ mặc dù là con CPU này nó yếu hơn và được đánh giá không cao bằng ở bên cạnh đó nha, nếu dành cho những bạn nào mà thường xuyên kết nối với những cái thiết bị ngoại vi và thì sự là bạn cũng cần những cổng kết nối cũ cũ thì đây, đeo họ trang bị rất là đầy đủ các bạn, USB là một, 2, 3, 3 cổng USB Bạn vẫn sẽ có cái cổng HDMI Đấy, và bạn vẫn sẽ có cổng SD card Để cho bạn nào mà thực sự bạn muốn sử dụng để làm multimedia chút chút trên đây Thì bạn vẫn có thể sử dụng được nha Khá là ngon Và họ vẫn còn giữ lại cho bạn Jack 3.5 nè có một cái là mình thấy bị lượt bỏ đi thôi, đó là cổng RJ45 Tuy nhiên là thời điểm này là cái thời điểm mà wifi nó cũng rất là phát triển rồi Cho nên là mình thấy là việc mà loại bỏ RJ45 cũng không phải là vấn đề đối với mình Và đặc biệt đối với những cái con laptop làm việc thuần như thế này Hoặc là chỉ phục vụ như những công việc như là soạn thảo văn bản thôi thì không nhất thiết là bạn phải cắm like đúng không? Và đó là tất cả những gì gọi là điểm nhấn nhất của Dell Vậy thì có cái điểm gì để khiến cho bạn trùng tay khi mua nó hay không? Thì sự ngoài cái việc là bám một hồi vân tay và flex ra nó vẫn còn một số thứ khiến cho mình cảm thấy chưa thực sự là ok Đầu tiên là cái màn hình của con này mặc dù là màn hình IPS trông khá là đẹp các bạn tức là Bình thường các bạn nhìn vào nó sẽ thấy rất là ok và viền của nó rất là mỏng Webcam họ vẫn để ngay trên top này thôi Tuy nhiên nó có một cái khiến cho bạn cảm thấy hụt hẫng đó chính là độ sáng của này không cao Đầu tiên là khi mình nhìn vô thì mình thấy là cái độ sáng này thậm chí là khi các bạn sử dụng trong môi trường studio này Nó hơi loá chút xíu, nên là nếu như bạn mang ra ngoài để mà bạn sử dụng ở quán cà phê hay là Thậm chí là khi các bạn mang đi lên trường, bạn làm việc, bạn ngồi ở ngoài máy hiên thôi thì bạn sẽ thấy nó khá là khó làm đó, Và đó tất cả những gì mà mình chia sẻ được cho bạn về con Dell Inspiron 15 Series 3000 này của đều đó và một trong những cái laptop giá cũng khá là rẻ thôi và đây cũng là một cái review cũng coi như là khá là nhanh để cho các bạn nào mà có cái sự lựa chọn về laptop đeo từ GBN thì bạn có thể ghé đường link phía bên dưới để bạn tham khảo nha còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video đến toàn giây phút này đừng quên nếu video này hay để lại một like một share một subscribe là một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình nha còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo Peace.